Tổ sư Ấn Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 8. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng thích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đại Sơn. Núi này cách tỉnh thành Thiểm Tây 70 dặm. Bài ký về sự thi hiện ứng thích Văn Từ, Điển Nhã tường thuật sự việc tinh tường. Tiếc rằng diệu lực vô tác chặn thời nghĩa bàn của Bồ Tát còn chưa được phát huy. Lượng tôi chẳng nề kém tệ, gương soạn một bài tán để đặt ở trước, mong sao xử lý viên dung, thể lẫn dụng cùng được nêu tỏ. Nguyện do chúng sanh có thể cảm, nguyện do thánh có thể ứng, đều được nêu bày. Ngõ hầu người sau đọc đến liền phát bồ đề tâm, thấy người hiền mong được bằng. Lấy tâm Đức Quán Âm làm tâm mình, lấy việc của Ngài Quán Âm làm việc của mình, để rồi cũng là Đức Quán Âm trong đời vị lai. Tuy văn từ chẳng bóng bẩy trang nhã, nhưng ý nghĩa cũng đáng chấp nhận được. Tán rằng Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chặn thời nghĩa bằng, tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khắc nào chẳng in bóng 9000 con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy chọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì trực chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh. Vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Cho nên được mây bụ cử từ, sóng chào biển bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Thích Thánh Lượng đảnh lễ kính cận viết: từ đây trở đi là phần ký về sự thi hiện ứng thích. Hang Đại Sơn Nham là chỗ rồng rắn ở, lâu năm biến thành yêu tinh, mặc tình do hôn tác nghiệp, ăn nuốt không ngừng, gây họa lụy cho dân chúng, biến ra hình thù quái dị bay lên, không ai chế ngự nổi. Nếu không phải bậc ứng thân đại sĩ, ai có thể cứu tế cho được. Vội vội thay, dự trí thần lực chẳng thể nghĩ bằng. Những trong cảnh chẳng thể nghĩ bằng, gượng dùng văn từ để ghi chép thuộc lại sự tích, ngõ hầu gây lòng tin sâu xa cho những bậc quân tử cả ngàn năm sau. Xưa kia vào thời Tùy, trong niên hiệu Nhân Thọ năm 601 đến 604, núi này có độc long. Do nó có sức thần thông tạo bởi nghiệp lực, nên biến thành hình người mặc áo long, tức đạo sĩ, cầm đan dược đi bán ở Trường An, trả xưng tiên thuật để lừa kẻ ngu tục, bảo thuốc ấy linh lắm, uống vào lập tức bay lên trời. Ô hô, người dân vô chi nhạy dạ tin lời ấy, phàm kẻ uống thuốc ấy bay lên trời không biết là bao nhiêu. Nào có biết
sẽ bị rớt xuống sào huyệt của đạo sĩ ấy để thỏa bụng miệng hắn. Dân cư một phương vẫn mê chẳng ngộ, chỉ có đức đại sĩ ta do sức bi nguyện hiện thân tỳ kheo, kích cỏ làm am, sống trên đảnh núi ấy, dùng sức dự trí hàng phục yêu quái thần thông ấy, dùng gió thanh tịnh trừ khử nhiệt não cho nó. Ý niệm từ bi thâm đến, độc khí ngầm tiêu, rộng được thanh lương ở yên trong hang núi. Dân chúng nhờ đức ấy đều giữ được mạng sống. Chuyện quá gì xưa kia chẳng còn thấy nữa. Do vậy, sự thi ân định ứng ấy thấu đến triều đình. Vì sư có công đối với đất nước, có ân đối với dân, nên đập chùa trên đỉnh núi để đáp tạ. Đại sĩ dùng gió từ, mưa pháp, cứu khắp hầm linh, huệ nhật sáng người thanh tịnh, phá các tối tâm. Do vậy, người quyền quý ngưỡng mộ, kẻ bình dân khâm phục phong cách, cắt lưỡi ái để quy chân, bỏ châm anh để nhập đạo. Đại sĩ thường ngồi trên tảng đá, vườn núi, thú hoang quay quần bên tòa, trăm loài chim tụ họp đông nghịch, đầu lặng lẽ như đang nghe pháp âm, một lúc lâu sau mới bay đi. Ô hô, dựng chùa vừa được một năm, thì vào ngày 19 tháng 6, đại sĩ đột nhiên thị hiện vô thường, điềm nhiên nhập diệt. Mùi hương lạ ngập thất, sương sầu phủ kín trời, chim thú kêu ai oán, núi rừng đổi sắc. Lúc đó mọi người trong chùa nghe triều đình sai sứ đem hương băng xuống, phụng chỉ phụng điếu phong tặng để đề cao phước ngầm. Lúc làm lễ trà thì trời đất tối tăm, trong khoảnh khắc ấy nơi ấy hóa thành cõi bạc. Chợt nghe trên không trung vang lên tiếng thêu tiếng trống, núi non lay động, mây lành phủ trùm, hương lạ ngào ngạt. Từ trên ngọn núi phía đông chợt hiện ra cái cầu vàng, trên cầu thiên chúng đứng thành hàng, ai nấy cầm chàng phan và đại hoa vàng phơi phới chẳng rơi xuống đất. Cuối cùng trên ngọn nam đài trầm thử bấu chối người nhiều không biết xuể, xông lên tầng trời không ngần mé. Trong đó Bồ Tát hiện tướng tự tại đoan nghiêm, từ dung vĩ đại rực rỡ anh lạc, phụ y gió trời hiu hiu sáng ngời trước mắt. Khi ấy hai chúng tăng tục 1,170 người đều thấy dũng nghi thật sự, buồn vui lớn lồn, không ai chẳng khóc lóc chiêm lễ quy y xưng danh hết sức cung kính. Lúc ấy mới biết là Quán Âm đại sĩ thì hiện ứng tích vậy. Thanh khí dị hương động lại cả tháng. Quan Tả Bộc Xạ là ông cao tấu trình đầy đủ sự việc. Hoàng thượng xem tờ biểu than thở hồi lâu, thâu thập di cốt lập tháp, đích thân viết biển đề, ban hiệu là Quán Âm đại tự, ban tặng ruộng đất rừng núi mỗi chiều rộng trăm dặm. Mỗi năm ban ngự hương để chư tăng làm lễ cúng tôn sùng Phật hóa rộng lớn. Đến năm đại lịch thứ 6 771 đời Đường, đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đại Sơn Thánh Thọ Từ. Thời Ngũ Đại chiến tranh liên miên, điện vũ thuộc các đài đều bị thiêu hủy, chỉ còn tàn tăng nhà nát ở lẫn cùng gỗ đá.
Đến mùa hạ năm Thái Bình Hương Quốc thứ 3, 978, đời Tống, trước sau 6 lần hiện những điềm lành, như mây lành có hình tròn 5 màu. Vị tăng chủ trì là Hoài Vĩ, tường trình đầy đủ đến quan phủ Doãn, được quan tấu lên triều đình. Triều đình bèn sắc tứ bản vàng, đây là Ngũ Đài Sơn Viên Quan Tự. Do vậy tu sửa xây thêm điện bâu, đắp vẽ tượng Bồ Tát, rạng khối hương cùng vàng ngọc đua sáng, điệu mỏ cùng tiếng gió thổi qua rặng tùng cùng diễn nhiệm màu. Nhà cửa trong các đài trên dưới đều xây dựng mới, chu trì tiếp nối hương đèn chẳng dứt. Từ quang chiếu sáng đã ươm mây lành, mưa pháp thấm đậm nước thành cam lộ. Cách mấy trăm bước về phía nam của đài có một thạch tuyền chảy vào một cái ao hình vuông, sắc vị ngọt sạch, chưa được nhiệt não, làm tươi nhuận sự khô khao. Mở rộng ra thời tràn ngập xa giới, tức các cõi nước nhiều như cát, thâu hẹp lại thì ao đá lặng trong. Có lúc hàng hắn gắt cao, người nghinh thịnh đứng nối tiếp nhau bên đường, đều được cảm ứng như lòng mong. Châu quận đều ghi rõ chuyện này trong sách vở. Hữu tình được hưởng phước, cây cỏ đượm ân, từ xưa đến nay tiếng tăm chẳng mất. Ôi, đại thánh dùng sức binh quyền phước phủ một phương, mà dân một phương ấy cũng chẳng quên ân phước từ bi. Mỗi dịp thanh minh và nhằm ngày kỷ vào mùa hạ, chẳng ngày xa xôi chấm dầm, trèo leo khó khăn hiểm trở, đều mang tấm lòng thanh tịnh nôi dấu chân đến đến nơi, nào phải chỉ trăm ngàn vàng. Dù già dắt trẻ đông nghịch đường nẻo, kéo dài hơn cả tháng, ai nấy đều dùng hương hoa, âm nhạc, lọng lụa, tràng phan, vật dụng cần dùng để cúng dường, rồi đầu mặt đảnh lễ, hết sức cung kính chiêm ngưỡng hình tượng, đi nhiễu tán thán, không ai chẳng gột tội, được phước trừ chướng đượm ân, nào uổng công bốn ba leo trèo. Vị tăng trong chùa là Pháp Nhẫn, lo rằng năm tháng đã lâu dấu thiên bị chìm mất, nên đem các tấm bia hư vỡ nhờ ghi chép lại. Phổ Minh cố tự tạ nhưng chẳng được, thật xấu hổ chẳng phải là tấy văn này. Nếu gặp được bậc hiền sĩ sửa đổi cho đúng, chẳng hợp lẽ hơn ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quân Sao Chánh Biên Viện 4. Hai mươi ba. Lời tựa Lưu Thông Sách Lịch Triều Danh Họa Quán Âm Thánh Tượng Khá La Bản Ấn, năm Dân Quốc 27, 1938. Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh, an trụ trong Tịch Quang Tịnh Độ, thường hưởng pháp lạc chân thường, nhưng do bi tâm vô tận, tự thể chẳng cùng, lòng cứu khổ ân cần, niệm độ sanh tha thiết, nên lại chẳng lìa tịch quang hiện hình trong chính giới. Trong các cõi Phật nhiều như số vi trần trong mười phương, hiện khắp các sắc thân tầm thanh cứu khổ, nhưng đối với thế giới ta bà càng thương xót sâu đậm hơn. Có những cây nào thiền căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa độ thoát, liền dạy họ gieo, khiến cho chín mùi, khiến cho độ thoát.
nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Những thân đã hiện, những pháp Ngài đã nói, mỗi mỗi tùy thuận cơ nghi, chọn chẳng nhất định. Nhưng hiện tiền được liềm mọi khổ, tương lai thường hưởng chân lạc thì đều giống hệt. Nhiều năm gần đây, thấy đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất, tranh thành, tàn sát lẫn nhau. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt, hạn hán, sâu rầy, ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Đang trong lúc thiện tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ che chở, gặp dữ hóa lành trong các hoạn nạn, chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại để chuyển công nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này, vì thế thường được tốt lành. Chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hơn vui. Hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí tự tâm, chẳng thấy được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ dưới trời, chiếu khắp muôn phương, cái đội chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu. Lỗi do đội chậu, chứ mặt trời đâu có lỗi. Gần đây sát kiếp ngập tràn, nhân dân tử vong, lưu lạc, tan tác, khổ chẳng nói nổi. Cư sĩ Phí Huệ Mậu ở Nam Thông muốn bày cách cứu vãn từ lâu, nên đặc biệt sưu tầm những thánh tượng Quán Thế Âm do những nhà danh họa thuộc năm triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đã vẽ được 142 bức, dùng loại giấy tuyên tốt nhất, in theo lối Kha La Bản 1000 bộ. Ngõ hầu người thấy nghe đều cùng sanh chánh tính, cùng niệm thánh hiệu, cùng tiêu trừ ác nghiệp trong đời trước và đời này, cùng gieo thiện căn Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát vô tâm lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hệ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khít khao. Do chúng sanh trái giác hiệp trần nên thành ra hiện tượng tuy thông mà chẳng thông. Nếu chúng sanh một niệm sinh lòng tin, kiên thành trì thánh hiệu, trái trần hiệp giác bỏ mê về với ngộ, sẽ lại biến thành hiện tượng chẳng thông mà thông. Vì thế hãy gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, ngay như núi sông, cây cối, cầu bến, thuyền bè, lâu đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác điều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh lại được nơi che đậy lớn lao. Đủ mọi loại cứu vớt, che chở,
khó thể tuyên nói tròn. Hãy nên đọc Quán Âm Bổn Tích Tụng, Quán Âm Linh Cảm Lục, Quán Âm Từ Lâm Tập sẽ biết được đại lược. Đang trong lúc thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống này, nếu chẳng sự ác tu lành, thường niệm tín hiệu Quán Âm để được nương cậy, thì muốn được yên vui sẽ là chuyện khó khăn nhất trong mọi điều khó. Dẫu hoàn toàn chẳng có tai nạn gì, cũng nên thường niệm ngõ hầu sống sẽ hưởng ngũ phước, dự vào địa vị thánh hiền cao cả, thác sẽ lên chính phẩm, triệt chứng tâm đại giác. Người làm được như thế thì mới an ủi được tâm Bồ Tát cứu khổ. Do Bồ Tát Phổ Thí Vô Úy, tức là ban cho khắp tất cả mọi loài sự không sợ hãi, nên chúng sanh được viên mãn Bồ Đề rồi thì tâm Đại Từ Bi Thí Vô Úy của Bồ Tát mới thôi. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu cô chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, lìa sân, lìa si. Nguyện người thấy nghe đều thường niệm. Chú thích: biệt nghiệp còn gọi là bất cộng nghiệp, là những người thiện ác do mọi cá nhân chiêu cảm. Còn công nghiệp, những nghiệp do mình đấng người đều phải gánh chịu. Nói cách khác, cộng nghiệp là những nghiệp chung mà một tập thể, một đoàn thể, một thành phố, một quốc gia, một dân tộc, nói rộng ra là cả thế giới phải gánh chịu. Do trong đời trước đã gây tạo những nghiệp giống nhau, nên nay sinh cùng một chỗ, gánh chịu những quả báo do nghiệp thiện hay ác đời trước kết thành. Nhưng trong đó, mỗi cá nhân do nghiệp riêng của chính mình mà cảm thụ xác thân, thọ mạng, tướng mạo, tài sản, tài năng, bệnh tật, tai ương, vân vân khác biệt. Đó chính là biệt nghiệp. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Hạ. Hai mươi bốn. Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định: vợ và con của ông Tích Ít đời trước có kẻ oán thù lớn, vì thế kẻ oán thù cố ý trả thù, khiến bà ta bị sanh khó cho thọ già. Nhưng bỏ công niệm Quán Âm ba ngày, sản phụ vẫn không sao. Há chẳng phải là do niệm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đây ư? Phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau, hãy không hiệu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng. Nào biết oan gia trong đời trước oán thù sâu đậm, nhiều đời lắm kiếp đều mong báo thù. Dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sản phụ vẫn được vô sự hay sao? Nhưng kẻ lúc sinh nở niệm Quán Âm liền thấy hiệu nghiệm có tới trăm ngàn vạn người. Hả nên vì một sự không linh liền luôn sụt lòng tin ơ? Hãy nên chọn đủ lòng không sợ hãi nói với người khác, để cho hết thảy mọi người đều được yên vui. Lại còn nên khuyên họ đừng kết oán nghiệp. Nếu oán nghiệp nặng nề, Phật lực cũng khó cứu độ. Điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lớn người khác biết nhân trước quả sau. Chính ông chẳng hiểu rõ lý, nên đối với điều này bèn
chẳng thể biết đoán được. Lẽ ra ông Tiết Ý kia sẽ do điều này mà càng sanh lòng tin, nhưng lại ngực ngạo lui sụt lòng tin, thì sợ rằng sau này sẽ lại xảy ra đại họa do túc oán gây nên. Khi lâm chung có thể dùng cách chờ niệm, nhưng khi sinh nở thì không cần dùng cách chờ niệm. Chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong phòng sanh và chính sản phụ cùng niệm là được rồi. Sau này chẳng cần phải xuất lãnh đại chúng chờ niệm. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ chọn chẳng có lê nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Ngày 16 tháng Chạp. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biên quyển 1. Lời tựa khắc lại một bản thích Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Thích Cảm Ứng Tụng. Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, tuy mê chân đuổi theo vọng, trái giác hợp trần khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi lục đạo chọn chẳng rút ra. Nhưng bản thể tịch chiếu chân thường vẫn y như cũ, chẳng tổn thức mấy may. Vì thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, thương họ nghiệp chướng sâu nặng, chẳng thể khôi phục ngay được bản thể. Do vậy dùng đủ mọi phương tiện khiến cho họ trồng thiện căn, trước hết dùng dục để lôi kéo, rồi sau mới làm cho nhập Phật chi. Do vậy Đức Chánh Pháp Minh Như Lai thành Phật đã lâu, tuy vẫn chẳng lìa tịch quan, nhưng hiện hình trọng chính giới, hiện hình theo từng loại tầm thanh cứu khổ. Nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Những thân hiện trong các pháp giới khác đều thuộc về bí mật. Thân Quán Thế Âm hiện trong Bồ Tát pháp giới thì lại hiển lộ. Vì thế mười phương chư Phật đều khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi thí vô úy, tức bán cho sự không sợ hãi. Ngỡ hầu hết thảy chúng sanh trọng chính pháp giới đều sinh lòng tin tưởng, cùng được nhiếp thọ. Do Bồ Tát chứng tục cùng pháp giới, tỏ bày trọn vẹn tự tánh, triệt ngộ duy tâm, nên có thể vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên. Hễ khắp pháp giới cảm, bèn ứng khắp pháp giới. Tùy theo lòng thành cơ cảm lớn hay nhỏ, sẽ được lợi ích tương xứng. Như phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, và những sự tích cảm ứng phương này như đã được ca tụng trong sách đây, há thể nghĩ bàn được ư? Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp. Chỉ do chúng sanh đang mê chẳng sanh tin tưởng, ví như hư không bị vật ngăn chướng, nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì được một khoảng không bằng cái lỗ nhỏ, nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại thì sẽ xen lẫn khít khao cùng hư không bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vì chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm bèn được đại ứng,
nên kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu vợ hiền thục, trí huệ, chinh lương. Nếu không, cần gì phải hướng về Bồ Tát mà cầu. Cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Nói cầu vợ được vợ, vân vân, chính là soi lỗ nhỏ được khoảng trống bằng cái lỗ nhỏ, soi lỗ to được khoảng trống bằng cái lỗ to. Cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn, chính là hoàn toàn trừ bỏ được vật ngăn lấp, bèn hòa lẫn không xen hở cùng với hư không, bao hàm vạn tượng. Kinh Kim Cang nói: ta nên diệt độ hết thảy chúng sanh. Diệt độ hết thảy chúng sanh xong, nhưng thực ra không có một chúng sanh nào được diệt độ, vì tâm thể của chúng sanh chính là vô dư niết bàn, vốn chẳng hề mất đi, làm sao có lại. Bồ Tát riêng dùng các thứ phương tiện khiến cho chúng sanh tiêu trừ huyễn nghiệp, hồi phục bản thể mà thôi. Lại do chúng sanh mê hoặc sâu nặng, chẳng thể nhanh chóng phát khởi tâm đại bồ đề, vì để tiếp dẫn kẻ sơ cơ vào chỗ thù thắng, nên thuận theo phòng tình của họ, thỏa mãn điều họ mong mỏi. Đợi đến khi thiền căn thành thục, sẽ có thể rút ráo đặt ngay được lợi ích chân thật. Đây chính là ý chỉ căn bản của việc Bồ Tát tùy loại hiện thân, tùy tâm mãn nguyện vậy. Sách này đã được in bản kèm, tính in ra mấy chục vạn bộ. Ngõ hầu người khắp trong nước, ngoài nước đều được thọ trì. Hiện đã in được hơn 7 vạn bộ. Như vậy, chuyện sách sẽ được lưu thông khắp pháp giới trong tương lai, khiến cho con người được thấm đượm sự giáo hóa từ bi, là điều ắt sẽ thực hiện được. Nhưng vì chữ nhỏ chẳng thông tiện cho người già, quả là đáng tiếc. Cư sĩ Hoa Hoài Khả ở Vô Tích, xưa đã dơ cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, trọng thấy sách này hoan hỷ tán thán, như đạt được của quý báu nhất, mừng rỡ không cùng. Khẳng khái bỏ ra 500 đồng để khắc một bản, ngõ hầu hết thảy mọi người đều đọc được, hết thảy lúc đều có thể in, có thể thỉnh. Đúng là đời trước từng được Bồ Tát phó chúc với bủa lòng từ giáo hóa, hồng lợi ích hữu tình vậy, cạo quý thay. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Chánh Biên Quyển 3. Thư trả lời cư sĩ Biên Vô, lá thư số 3. Quan 79 tuổi, một lực chẳng thể gượng được nữa, chẳng thể giám định, viết lời tựa cho ông được. Để cứu tai nạn, nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú ma lợi chi thiên cho nhiều, cũng có thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này. Hãy nên bỏ ý định ấy. Dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Chú ấy khá dài, hơn nữa trong bảy chú có xen lẫn những chữ để chú thích cách đọc. Nếu chẳng phải là bậc thông gia thì vẫn chẳng biết phải niệm như thế nào. Người đời nay ham lạ, Quán Âm cứu khổ cứu nạn, các kinh đại thừa dù hiển hay mật đều tán thán đề xướng mà chẳng dùng.
lại ngược ngạo cực lực đề xướng bài Chú Ma Lời Chi Thiên, chỉ được một kinh nói đến. Chớ nói niệm Chú Ma Lời Chi Thiên lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm lợi ích nhỏ nhoi. Dầu chú ấy do chính đức Quán Âm thì hiện thân Ma Lời Chi Thiên nói ra, cũng nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt, nhưng chẳng biết lý cao tột. Một pháp nhiếp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết lúc khẩn yếu thì càng đơn giản càng hay. Nho giáo cũng nói: bác học như thường thuyết chi, tương dĩ phạn thuyết ức giả. Có nghĩa là học tập rộng rãi, dạy nói tường tận, chỉ nhằm mục đích sau khi dung hội quán thông rồi sẽ hướng về chỗ dạng ước. Nếu ông biết đến nghĩa này, sẽ thấy lời quan là lời luận chi lý. Nếu không, phó mặc cho ông làm sao thì làm. Quan sớm chẳng giữ được tối, chẳng thể thù tiếp theo ý ông được. Ngày 1 tháng 11 năm Dân Quốc 28, 1939. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2. Hai mươi bảy, thư trả lời cư sĩ Phương Viễn Phàm. Người thế gian bệnh tật phần nhiều đều do chính họ tự tạo. Ngay cả căn bệnh của Lĩnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, hàm măng chơi cay và những thứ lạnh mát mà ra. Đến khi mắc bệnh lại chẳng khéo dưỡng sức để khôi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. Mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có, liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đúng mọi phương pháp bày vẽ, rồi mới làm cho bệnh bất đi, ngỡ hầu thu được nhiều tiền. Nhưng người giỏi thuốc, tức là thầy thuốc dụ giỏi, cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngay như tự trọng mắc bệnh loét ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được, bà thiếm tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa. Cùng đức chương liều mạng niệm Phật niệm kinh Kim Cang, năm ngày bèn khỏi. Căn bệnh ấy có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không chỉ năm ngày bèn khỏi. Tử tường bị điên là do túc nghiệp, do bà thiếm thư của ông chí thành lễ tụng nửa năm bèn khỏi. Cha ông đã quy y Phật pháp, hãy nên y theo lời Phật, chớ tin tưởng bác sĩ Tây Y, và đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thảy bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó là ít bệnh, thường sống lâu. Kẻ phú quý lắm bệnh lại hay đoạn thọ. Nguyên nhân vì đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế, mà muốn thoát khỏi bệnh khổ há có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha, không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây Y, cứ ở nhà cầu A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Y Vương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây Y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Vương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành, nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phế bỏ những giới đã giữ trước kia, thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích.
Khi Tây Y chưa chừng vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể chỉ lành ư. Vì thế, phải buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo giao, có thể từ khỏi hoàn toàn. Như nói, trời lạnh thân yếu, phải mặc áo tơ lụa, nếu không chẳng thể sống được. Nếu mượn cớ lạnh yếu để tự mong cầu loại vải nhẹ nhàng, hoa mỹ, thì lại kẻ không biết hổ thẹn, bởi phải giết bạn tầm quá thật không ít. Còn như chuyện uống a dao càng không nên hỏi, có khác gì ăn thịt đâu. Uống a dao có khô lạnh được chăng? Nếu hằng ngày lễ bái, thân thể tự nhiên sẽ mạnh mẽ, cần gì phải dùng a dao? Những người nghèo khó kia, họ cũng sống qua được mùa đông, có ai cần dùng vải lụa a dao đâu. Một lời tóm gọn hết, không biết hổ thẹn, và chẳng biết mình là hạng người gì mà thôi. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Chánh Biên quyển 1. Hai mươi tám, Đại Sư Tự Thuật. Từ khi đến Ninh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem. Bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đề Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì nào cả. Đối với hết thảy mọi người, đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng chọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn, đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền, người lành trong thế gian. Ngõ hầu cây vào Phật tự lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao, khiến họ không thực hiện được. Mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì. Đại lực là như vậy đó. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tám Biên quyển 1. Hai mươi chín, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy, năm Du Quốc 26, 1937. Đọc thư ông gửi đến, văn từ lẫn ý nghĩa đều hay, không thể thay đổi được, nên chẳng ghi lời phê. Ông 21 tuổi, biết làm văn làm thơ, chính là đời trước có thiện căn. Nhưng hãy nên khiêm tốn nói mình, đừng cậy thông minh khinh người. Học vấn càng rộng rãi, càng cảm thấy không đủ, thì sự thành tựu sau này sẽ có thể suy lượng được. 10 năm trước, Pháp Sư Đế Nhàn có một đồ đệ tên Hiện Ấm, là người cực thông minh, xuất gia năm 17-18 tuổi. Nhưng khí lượng quá nhỏ, không chịu thua kém một chút nào. Lần đầu tiên giảng thiếu tòa xong, lễ sư phụ chọn chẳng chê ông ta giảng không hay, chỉ nói âm thanh quá nhỏ. Do một câu nói ấy liền ngã bệnh, mà ngài Đế Nhàn là người một mực làm cho ông ta thường sanh tâm hoan hỷ. Vì thế, Hiện Ấm tánh kiêu ngạo tăng trưởng hằng ngày,
hàng tháng. Sau này qua Nhật Bản học Mật Tông, những bài viết nhằm Hoằng Dương Mật Tông của ông đều gửi đăng trên tờ Lâm San của Thượng Hải cư sĩ Lâm. Ông tự đặt mình vào vị trí cao cả, cho rằng chỉ có ta là cao. Ngài Đế Nhàn nói, ông thanh danh rất lớn, tức là chưa thực sự dụng công. Hãy nên bế quan 3 năm để dụng công thì mới nên. Ông ta vừa nghe câu nói ấy như dao cứa tim, ngay bữa ấy liền sanh bệnh. Ngày hôm sau ôm cơn bệnh đi qua Thượng Hải cư sĩ Lâm, được hơn một năm liền mất. Ông ta mất không lâu, quan đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Một thành viên của cư sĩ Lâm là Châu Thạch Tăng đến thăm, hỏi tình hình lúc hiền ấm mất. Ông Châu nói, hồ đồ, Phật chẳng niệm được mà chú cũng chẳng niệm được. Đây chính là hạng Đại Pháp Sư Hiển Mật Viên Thông. Tự cảm thấy trong đời không có ai sánh bằng, do không tự lượng cậy vào huệ căn đời trước, thành ra mới 22-23 tuổi đã đoạn mạng, chết thành con quỷ hồ đồ, chẳng đáng buồn quá đỗi ư. Nếu như hiền ấm chẳng tự cao, khiêm tốn nấu mình, thì những học giả Trung Quốc chưa chắc trội hơn ông ta được. Hoàng thương hiền ấm do đó mà chết, nên lấy chuyện xe trước bị đổ để làm gương cho ông. Hiện thời quan đã khổ không thể nói nổi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Hàng ngày đã có người đến hỏi han, lại còn thử tính bốn phương. Đừng nói chi chuyện trả lời, chỉ đọc không thôi cũng phải mất nhiều công sức. Quan ở Phú Đà từ năm Quán Tự 19-1893 cho đến năm Dân Quốc thứ năm 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ sáu 1917, ông Vương Âu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Uy Như đem ba lá thư in ra mấy ngàn bản, rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy, một người truyền hư, vạn người truyền thật. Lại do chẳng tự lượng, khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua, đúng là chuyên bận biểu vì người khác. Nay đã già rồi, mong bế quan làm kế lánh phiền. Đối với công khóa sắm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hệ lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hãy nên nỗ lực nghiên cứu, tu trì pháp tịnh độ. Đây chính là đại pháp để phàm phu liễu sinh tử ngay trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn thì đừng nói là người tầm thường không thể thấu hiểu triệt để. Ngay cả bậc cao nhân lỗi lạc triệt ngộ tự tâm thâm nhập kinh tạng cùng quá nữa là không thể thấu hiểu triệt để được, do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Điều cứ chiếu theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin, hoặc là có người tin nhưng sợ chuyên Hoằng Dương tịnh độ người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn, chắc chắn không liệu được sinh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể kỳ vào Phật
từ lực vãng sanh Tây Phương. Ông chưa nên coi qua loa, mà phải đọc kỹ, nghĩ chính, mới biết lệ quan không lầm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên Nguyên Thượng. Hai mươi chín, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Phiên. Năm Dương Quốc 25, 1936. Những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu. Những điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn. Khi lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đẳng, tà thuyết, mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân, thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được, sẽ ngã theo tà thuyết. Muốn quay lại đường chánh thì châm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước, cứu dân, dù có làm gì đi nữa vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phất tâm, Như Lai thành chánh giác, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Cái cuồng có nhân quả là tiểu thừa, rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiên dè, và thân thất nói suông những lời lẽ lớn lối. Nay gửi cho thần tu và định hữu chinh, mỗi người một bảo cho hương đại bi. Chỗ này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đừng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phụng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao chỗ này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng cho ấy, bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, để cho chất cho lắng xuống, đem nước ấy đổ vội trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm tín hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành, sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì ho hoàng chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kích lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay, thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số cho còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc chẹo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cận đến, và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh lần.
chất cho đã đem dùng để hòa nước sông, hãy nên trộn với nước chắc lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Tổ Ấn Quang thường trì chú đại bi vào nước, gọi là đại bi thủy, hoặc trì chú vào gạo cho người bệnh nấu cơm ăn, gọi là đại bi phần. Để tiện gửi đi xa, tổ trì chú vào cho hương, để người nhận đem cho hòa nước uống, giống như uống đại bi thủy vậy. Hàng tôi tớ phần nhiều không biết tốt xấu, làm lụng trong nhà giàu có hay nhà người khác, chẳng biết quý tiết gạo thóc vật dụng. Đấy chính là chuyện hao phước tổn thọ, hàng ngày chẳng biết làm như vậy bao nhiêu lần. Gần đây nghe ông Tào Tung Kiều nói, có một tiên nhân dựa vào thân người khác để chẩn bệnh. Một bà vú thuộc một nhà giàu có nọ, gần như bán thân bất toại, cùng đến xin xem bệnh. Bà ta chưa đến trước mặt, tiên nhân đã nói, ngươi khỏi đến, ngươi phung phí cơm gạo, thức ăn của chủ nhân quá nhiều. Chẳng bao lâu nữa, toàn thân sẽ điên cuồng, tê liệt mà chết. Đến đêm lời này kể với hai cô con gái Hữu Trinh và Chiêu Nga của ông, để họ biết mến tiếc đồ vật của chủ nhân, vun bồi phước thọ của chính mình, cũng như có thể đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh. 35 đồng vốn tính gửi về cho Phật Quang Xã chi dụng, hôm qua nhận được thư và thông báo từ ngân hàng, mới biết thư từ trao đổi giữa đôi bên đều đến trễ quá. Tới chiều, ông Thành giật thanh đến, nói Giang Tô bị thủy tai nặng nhất trong cả nước. Ông này là môn sinh của Phùng Mộng Hoa, Vương Âu Nông, nhiều năm lo liệu phát trận, khá có tiếng tâm. Quan bèn lấy 35 đồng đó, lại thêm vào 5 đồng, thành ra 40 đồng giao cho ông Thành. Ông ta hỏi biên nhận đề tên ai. Quan nói, giữa ông và tôi cần gì biên nhận. Ông ta đáp, phải giao cho hội tính sổ. Quan nói, tùy ý ông, đề tên dịch viên hay ấn quan đều được. Thư trước cho biết phí Phạm Cửu đã đi Linh Nham, chưa gặp mặt quan. Ba hôm sau trở về ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau hội đến, ông ta đã đi rồi. Và mọi chuyện đều có nhân duyên, chẳng thể miễn cưỡng. Hết thảy tùy duyên, chớ nên bận lòng vì đó, bận lòng sẽ đâm ra bị mệt mỏi. Cho nên chẳng bằng tùy duyên sẽ giải thoát hơn. Tâm quán tâm đế chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh thì gọi là đế, đế tức là lý. Nói theo mặt tu trì thì gọi là tâm quán, quán tức là tu. Chân đế một pháp chẳng lập, tục đế vạn pháp chọn đủ. Quán cái lý nơi chân đế thì gọi là không quán, quán cái lý nơi tục đế thì gọi là giả quán. Không quán chính là quán chẳng như pháp tánh, một pháp chân lập. Điều này chính là cái không, chẳng có cả không lẫn hữu. Đó chính là tướng không trong chư pháp không tướng của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không, mà bồ đề, niết bàn cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không, sẽ chẳng thể gọi là chân không.
Cái không này của không quán trong tam quán, sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục của tục đế chẳng phải là tục theo kiểu thô tục hay nhã tục, mà do vì tạo dựng đặt bày nên gọi là tục. Giả cũng chẳng phải là giả trong chân giả, tức thật giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng đặt bày. Phép quán nhằm quản lý của tục đế được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức chọn đủ sáu độ vận hành các pháp toàn vẹn. Đây chính là chư pháp trong câu chư pháp không tướng, tức tướng không của các pháp của tâm kinh, sao lại câu đó là phàm phu cho được. Phàm phu thuộc về hai đế khổ và tập, còn không và giả đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo. Nhị thừa còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Hơn nữa, trang 30 nói đến chuyện cây vào tự lực, dùng tự lực để tu đạo, từ nhân gian sánh đến cõi trời cho đến vô sắc giới thiên, đó gọi là thủ xuất tam giới, có nghĩa là vượt tam giới theo chiều dọc. Câu nói này cũng không trọn vẹn. Cây vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tướng phiền não trong tam giới. Hàng lợi căn có thể đoạn được ngay trong đời này, còn đoạn căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới, mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng chân đế niết bàn, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới, ngoài trừ các vị đại bồ tát thuộc đấu xuất nội viện, sanh về nội viện đều là pháp thân đại sĩ, và tam quả thanh nhân thuộc năm tầng trời bất hoàng, tức ngũ bất hoàng thiên, là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cu cánh, thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới. Uất đầu lâm phất tu phi phi tưởng định trong núi non, lũ chim đầm ồn chẳng thể đắc định, dời sang bờ biển cá lớn chung biển đến nhau chẳng thể đắc định. Do vậy sanh phẫn hận, có ý niệm giết sạch chim và cá. Về sau tu định thành tựu, sanh lên trời phi phi tưởng, thọ tám vạn đại kiếp. Sau khi hết phước trời, đò làm con trùng bay, vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá. Vì thế phải phân biệt sự khác biệt giữa chuyện sánh lên trời cho y theo Phật pháp tu trì đoạn hoặc chứng chân, và chuyện sánh lên trời do tu phước thế gian hay tu thiền định thế gian, để người đọc chẳng đến nỗi hiểu lầm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên biển thường. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.